Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tớ Online sẽ gửi tới các bạn một trận cờ hay khi ngoại tinh lấy khách chiến thần Vương Thiết, anh thì chuyển pháo đầu để công phá Bình Phong Mã của danh thủ Tô Tung Trinh đánh trong giải cờ tướng An Huy năm 2012. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chi Chi
吃。 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 将军。 Và tiếp theo là phần cờ cho bình xin lỗi tứ đến từ biên tiên của vương. Và sau hình cờ trên thì trong thực chiến của trận hình, danh thủ Tô Tung Trinh cầm bên đen, anh ta buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp mà cho thoái mã về để tránh đòn khi mà bên đỏ đang đe dọa phần cờ C1-2 bắt mã. Đánh như vậy thì bên tiên có thể thả đường cờ mã 6-8 ngay để tấn công. Bối cảnh tấn công mà bên đỏ tỏ ra quá lợi hại. Trong một phần khác mà bên đen có cho phó 7-1. Khi đó bên đỏ có thể cho thoái xe bắt mã. Có thoái về lập tức là phần cờ cho bay mã qua để chém tượng ngay. Vẫn là bối cảnh tấn công mà bên đỏ tỏ ra vượt trội. Như vậy kênh học của tướng online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên đánh trong giải cờ tướng An Huy năm 2012, một trận cờ hay của danh thủ Vương Thuyết khi đối mặt cùng danh thủ Tô Tung Trinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.